Đầu tiên thì cho phép Vinh sẽ được cảm ơn tới thầy Trung cũng như là toàn thể tất cả anh chị em trong tập thể của TCT đã cho mình cái cơ hội ngày hôm nay được chia sẻ với tất cả mọi người những cái kinh nghiệm ít ỏi của mình, và hy vọng rằng là những cái điều ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau sẽ có một cái giá trị nào đấy trong tất cả cái hành trình mà kiến tạo nên một cái môi trường học tập và làm việc trong hạnh phúc. Mình thì học đại học xây dựng. Năm 2012 thì bắt đầu sinh viên năm nhất. Thì tính đến nay cũng được khoảng tầm gần chục năm trên Hà Nội rồi. Lăn lộn rất nhiều. Ngay từ khi mình làm sinh viên thì mình đã đi làm rồi. Sinh viên năm nhất đã đi làm. Công việc đầu tiên của mình làm là kinh doanh đa cấp 2 năm. Và chính nhờ cái khoảng thời gian mà làm cái công việc này mà cả xã hội cái lúc đấy gọi là lên tiếng nó, rồi cũng như là cho nó một cái góc nhìn rất là gọi là tiêu cực. Và chính mình nhìn lại thì đúng thật, nó nhiều thứ tiêu cực thật. Nhưng mà nhờ những cái vấp ngã, nhờ những cái sai lầm lúc đó, hoặc là nhờ những cái gọi là dấn thân lúc đó mà khiến cho mình vững vàng hơn trong cuộc sống. Và chính vì cái điều đó nên là sau khi mà làm đa cấp 2 năm thì mình có thành lập câu lạc bộ kỹ năng mềm trường đại học xây dựng. Thì ở đây những bạn nào ở cái cụm Bách Kinh Xây này mà biết đến câu lạc bộ đấy không ạ? Trường đại học xây dựng năm 2015 thì mình có thành lập cái câu lạc bộ kỹ năng mềm trường đại học xây dựng. Và khi mà thành lập xong thì khoảng tầm 2016 thì thành lập công ty đầu tiên. Lúc đấy là sinh viên năm 4, thành lập công ty đầu tiên. Với một cái khát khao rằng là mình sẽ phải trở nên giàu có, trở nên một cái người mà thực sự là có ích cho xã hội. Nhưng mà tất nhiên là cuộc sống nó không dễ dàng như mình tưởng. Và toàn bộ cái số tiền mà anh em góp được với nhau nó bay đi trong vòng khoảng tầm 3 tháng và không gượng dậy được. Và rất nhiều những cái hành trình sau đó, thành lập hết tổ chức này, tổ chức nọ, thì đến một cái ngày mà biết được đến cái giá trị cốt lõi trong cuộc sống nhờ cái phần chia sẻ của thầy Trần Việt Quân từ 2017, thì mình đã có những cái sự chuyển đổi về giá trị trong kinh doanh và giá trị khi đi làm. Và từ đấy đến bây giờ thì mình cảm thấy rằng là cái công việc của mình đi làm nó có ý nghĩa hơn, và đặc biệt là nó xây dựng cho mình một cái nền tảng vững chắc trên hành trình mà mình đi. Những cái sự mông lung trong cuộc sống, những cái sự hoang mang trong cuộc sống, và đặc biệt là cái sự thiếu động lực trong cuộc sống nó ít dần đi. Ngày trước mình đi làm mình cứ hùng hục, nhưng mà hùng hục một thời gian xong á là mình cảm thấy mệt, mình cảm thấy đuối, mình cảm thấy đôi khi muốn ở nhà, không muốn đi đâu hết. Nhưng mà từ khi mà mình biết được đến cái giá trị liên quan đến giá trị sống thì tự nhiên mình thấy cái công việc của mình nó happy hơn. Mặc dù có thể ở đâu đó những cái mục tiêu ngày trước mình không còn giữ nữa, ví dụ mục tiêu trở thành triệu phú đô la chẳng hạn, mình không còn giữ nó nữa, mà mình để nó một cách nó tự nhiên cho cuộc sống, chứ không phải là mình phải áp đặt cho mình phải trở thành một cái người như vậy nữa. Thì tự nhiên cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn. Và hy vọng rằng tất cả những cái trải nghiệm mà mình đã trải qua trong khoảng tầm 8 năm rồi ở Hà Nội, và khoảng tầm 8 năm làm kinh doanh cũng như là làm giáo dục từ khoảng tầm 2012 đến bây giờ, thì sẽ mang đến cho tất cả anh em ở đây những cái bài học nào đó, những cái trải nghiệm nào đó, và hôm nay chúng ta trao đổi và chia sẻ với nhau, được không ạ? Thì mình ở đây, mình sinh năm 94, có thể là ở đây sẽ có những bạn mà bằng tuổi, có những anh chị hơn tuổi và cũng có những em ít tuổi hơn, thì mình xin phép được xưng minh và gọi tất cả anh chị em ở đây là bạn hoặc là anh chị em, được không ạ? Để cho nó một cách nó thuận tiện nhất trong quá trình mình làm. Dạ, rồi ạ. Mình hiện tại thì đang làm hai công việc. Một là mình đang điều hành một doanh nghiệp làm về lĩnh vực marketing từ 2018 đến bây giờ. Nhưng mà hiện tại khi mà cảm thấy những cái điều mà mình làm nó muốn hướng tới giáo dục nhiều hơn, nên là từ tháng 7 năm 2020, tức là cách đây khoảng tầm hơn nửa năm, thì mình có quyết định là dành khoảng tầm 90% thời gian của mình cho công việc làm giáo dục, đặc biệt là dự án, các dự án trong cộng đồng sống tử tế. Mà nơi mà gặp được thầy Trung á, thì cái dự án hiện tại mình cùng với anh em đang cùng nhau vận hành là dự án Trí tuệ Việt Nam, là dự án mà mang ba gốc rễ đến với nhiều nơi hơn, đặc biệt là đối tượng trường học và các doanh nghiệp. Và cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của mình cũng là một cái sứ mệnh trong cái dự án này, là làm thế nào để cho tất cả mọi người chúng ta cùng nhau ở đây, cùng nhau xây dựng một cái doanh nghiệp, một cái nơi đi làm thực sự là có ý nghĩa. Thế thì đầu tiên chúng ta cùng nhau bắt đầu một câu hỏi là why? Tại sao chúng ta lại ngồi ở đây? Tại sao chúng ta lại ngồi ở đây? Tại sao chúng ta cần phải đi làm? Và đích đến của cuộc đời này là gì?
cái câu hỏi này mà chúng ta trả lời càng sâu, càng sâu sắc thì cái việc chúng ta mất động lực trong cuộc sống nó sẽ ít đi. Chúng ta, cái việc chúng ta đi làm mệt mỏi hoặc một ai đấy là đồng nghiệp của mình tự nhiên đang đi làm họ bỏ việc, họ không làm cùng với chúng ta nữa, chúng ta cũng vững vàng hơn. Còn nếu như mà chúng ta trả lời câu hỏi này không sâu sắc thì những cái khó khăn, những cái hiện tượng, những cái sự biến chuyển cuộc sống nó sẽ ảnh hưởng đến mình rất nhiều. Ví dụ như là đang đi làm đội nhóm có 10 người, tự nhiên sụt phát còn 2-3 người bắt đầu lung lay. Hoặc là đang đi làm như thế này nhưng mà vì dịch, vì rất nhiều yếu tố khác nhau khiến cho công việc của chúng ta nó thiếu hiệu quả. Rồi rất nhiều yếu tố nó sẽ khiến cho chúng ta bị dao động. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu cái lý do tại sao chúng ta lại ngồi ở đây, lại làm việc này một cách càng sâu sắc, thì cái việc chúng ta vững vàng trước mọi biến động nó sẽ được tốt hơn. Đó, cho nên là mỗi một ngày trôi qua chúng ta nên tự nhìn nhận lại bản thân của mình xem lý do tại sao chúng ta lại đi làm, lý do tại sao chúng ta lại làm công việc mà chúng ta đang làm nữa. Mà trả lời càng sâu sắc thì gần như chúng ta sẽ tự quyết định được hướng đi cuộc đời của mình, bớt dao động trước những cái lời nói của người khác. Ví dụ như là khi mà mình đi làm công việc cộng đồng này thì nhiều người sẽ phản đối. Vì sao? Ngày xưa mình làm kinh doanh thì mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, mình sẽ có được nhiều thứ hơn về mặt vật chất. Thì khi mà mình về nhà với những người thân trong gia đình của mình ấy, nhiều người sẽ thắc mắc một điều rằng là tại sao đang làm một công việc kinh doanh, làm chủ như vậy, lại đi làm một cái nơi cộng đồng mà phần lớn mọi người thấy toàn công việc bao đồng mà chẳng nói gì đến tiền cả. Đúng không ạ? Thì họ sẽ đưa ra, thì những cái người họ, những cái người thân trong gia đình của mình sẽ đưa ra rất nhiều quan điểm và mong muốn mình theo cái quan điểm của họ. Và chúng ta nghĩ tại làm thế nào, chúng ta nghĩ như thế nào nếu như mà chúng ta ngồi ở đây và rất nhiều người nói với chúng ta rất nhiều thứ, và rất nhiều thứ đấy đều theo cái mong muốn của họ, thì chúng ta sẽ bị làm sao ạ? Dao động, bị hoang mang và bị mất phương hướng. Nó cũng giống như việc là chúng ta ngồi yên đây nhưng mà có rất nhiều người, em xin phép được sờ lấy người anh, đến người đây này, họ cứ đẩy vào chúng ta những cái mong muốn của họ ấy, và chúng ta bị gì ạ? Bị chao đảo rất nhiều. Tự nhiên một đến mà ngày đạp trời, ư thật đúng thật nhỉ, nói đúng thật đó, kiểu như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu rất rõ cái lý do tại sao chúng ta làm việc này đó, thì kể cả họ đẩy vào chúng ta thì chúng ta cũng vững vàng, không có bị dao động quá nhiều. Thì mình hiểu hơn cái điều gì hết lý do tại sao mà mình chọn lựa chọn con đường này. Bởi vì ngày trước ấy, cái sự nghiệp mà mình lựa chọn là sự nghiệp công danh tiền bạc, cái sự nghiệp thiên nhiều về vật chất. Còn bây giờ mình chọn nhiều hơn cái sự nghiệp liên quan đến trí tuệ. Theo lời của cổ nhân dạy là duy tuệ thị nghiệp. Duy tuệ thị nghiệp tức là duy nhất một con đường mà tất cả chúng ta nên đi trong cuộc sống này, và chọn đấy là một cái kim chỉ nam dẫn đường của mình, đó chính là phát triển trí tuệ. Bởi vì sao? Bởi vì trí tuệ mình đi đâu mình cũng mang được theo nó. Còn này, bây giờ kể cả là anh chị em ở đây chúng ta có rất nhiều tiền, chúng ta ngồi ở đây, tiền chúng ta có mang theo được đâu? Không mang theo được. Và chúng ta đang để cho người khác cầm hộ. Nhưng trí tuệ này chúng ta có để cho người khác cầm hộ được không ạ? Tiền của các bạn là đang giao cho ngân hàng cầm hộ đúng không? Giao cho vợ cầm hộ đúng không anh Trung? Giao cho rất nhiều người khác đang cầm hộ chúng ta. Con của chúng ta nếu như vậy chúng ta đi làm, con chúng ta đang ở đâu? Ở trường mầm non cho các cô giáo cầm hộ, nuôi hộ. Đúng không ạ? Và rất nhiều thứ chúng ta xây dựng, chúng ta coi đây là công danh sự nghiệp, thì phần lớn chúng ta đang giao những cái thứ tài sản đấy cho gì ạ? Cho người khác cầm hộ. Và khi chúng ta đã giao phó mặc đó cho người khác cầm hộ thì tức là những điều đó nó không bền vững với mình, không gắn chặt với mình, và đi đâu chúng ta cũng phụ thuộc và lệ thuộc vào người khác. Thế thì chúng ta mới đặt một câu hỏi là có một cái loại tài sản nào mà đi đâu chúng ta cũng mang theo nó, cho dù chúng ta đi đâu, làm gì và làm với ai chúng ta cũng mang theo nó. Thì chỉ có một cái loại tài sản duy nhất thôi, đó chính là trí tuệ. Là đi đâu anh chị em mình cũng mang theo nó được, đúng không? Không ai mợ, có ai cầm nắm, có tước đi của mình được không? Mà chúng ta cũng chẳng giao nó cho ai được. Tức là đi đâu nó cũng gắn liền với mình. Thì đấy là cái loại tài sản bền vững. Và đấy là loại tài sản mà giúp cho chúng ta, nó giống như kiểu một cái người bạn tri kỷ của mình ấy. Đi đâu mình cũng mang theo nó. Thì mình mới thấy là thì nếu như chúng ta chọn một cái loại sự nghiệp mà cái sự nghiệp đấy nó không phụ thuộc vào tính chất công việc, nó không phụ thuộc vào tính thời gian không gian, và nó không phụ thuộc vào bối cảnh, thì đấy là sự nghiệp bền vững. Bởi vì nhá, nếu như chúng ta chọn sự nghiệp, kể cả là chúng ta chọn sự nghiệp làm thầy giáo đi, thì lúc về nhà chúng ta làm người cha,
ra ngoài đường chúng ta là một người tham gia giao thông, đúng không ạ? Cho nên là cái công việc đấy nó sẽ liên tục thay đổi. Nhưng nếu như chúng ta chọn sự nghiệp lớn nhất của mình là trí tuệ, thì người cha có cần phải có trí tuệ không ạ? Có. Đi tham gia giao thông của anh cần có trí tuệ không? Biết nào lên rừng, biết nào nên đi, đúng không ạ? Rồi ở đây chúng ta làm thầy giáo, cô giáo, làm người giáo dục, chúng ta cần phải có trí tuệ không ạ? Có. Cho nên là có một cái sự nghiệp là đi đâu, thậm chí đi vệ sinh có cần có trí tuệ không ạ? Có luôn chứ ạ. Cho nên là làm gì cũng cần phải có trí tuệ, thì chứng tỏ cái sự nghiệp đấy nó bền vững và đi đâu mình cũng mang theo nó. Thì mình mới nhận thấy là có hai cái loại sự nghiệp. Một là sự nghiệp mà nó phụ thuộc vào tính thời gian, không gian và bối cảnh. Ví dụ ngồi đây thì chúng ta làm thầy giáo, đến đây chúng ta làm thầy giáo, đến đây chúng ta làm trợ giảng, nhưng về nhà chúng ta lại là một người con, đúng không ạ? Thì đấy là cái công việc nó sẽ bị biến chuyển thay đổi theo gì ạ? Theo thời gian, không gian và bối cảnh. Thì công việc đấy nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh. Và lấy một ngày đẹp trời, cũng có thể chúng ta sẽ làm doanh nhân, chúng ta không làm thầy giáo nữa. Giống như anh Trung có rất nhiều nghề khác nhau rồi, đúng không ạ? Đã từng làm bất động sản, đã từng làm rất nhiều nghề khác nhau rồi, và bây giờ chọn một cái nghề làm nghề giáo. Cho nên cái công việc nó cũng biến chuyển. Nhưng mà nếu như chúng ta lựa chọn cái trí tuệ, thì kể cả chúng ta làm nghề gì chúng ta vẫn cần phải có trí tuệ. Chúng ta làm cha cũng cần phải có trí tuệ, đúng không ạ? Chúng ta làm thầy cũng cần phải có trí tuệ. Chúng ta làm ai đó, một cái nghề gì đó cũng cần phải có trí tuệ. Thì mình ứng cái câu đấy với cái câu duy tuệ thịnh nghiệp thì mới thấy rằng là cái đích thực lớn nhất của cuộc đời mình là phát triển trí tuệ mới là cái đáng giá nhất. Bởi vì trí tuệ sẽ mang lại sự hạnh phúc, trí tuệ mới đem lại cái sự tốt đẹp trong cuộc sống. Còn tiền bạc nó là công cụ để mình thực hiện được những cái điều mình mong muốn. Thì dựa trên những cái điều đấy, mình mới chăn trở để chọn cho mình những cái công việc, chọn cho mình những cái hướng đi. Và như vậy thì tự nhiên những cái sự tác động và dao động của người khác với mình nó ít đi khi mình hiểu cái why, tại sao mình làm việc này. Thì đấy là những cái điều đầu tiên mình muốn mở đề trong buổi ngày hôm nay giao lưu với anh chị em của mình, trước khi mà chúng ta đi vào cái phần chính, được không ạ? Rồi, chia sẻ, vừa nãy thì mình có chia sẻ hai ý rồi. Một là chia sẻ một chút review nhanh về cái cuộc hành trình của mình trên Hà Nội này. Cái thứ hai đó chính là cái sự nghiệp mà mình lựa chọn trong cái quá trình mà làm việc, hay là tất cả những cái thứ mà mình đang làm bây giờ, thì mình lựa chọn một cái sự nghiệp duy nhất là để phát triển trí tuệ. Còn tất cả các công việc và phương tiện nó chỉ là cái hỗ trợ cho cái việc cái sự nghiệp đấy được phát triển thôi. Tức là mình có 18 tiếng một ngày để sống, thì 18 tiếng đấy phục vụ hoàn toàn cho sự nghiệp là phát triển trí tuệ. Còn nếu như mà chúng ta lựa chọn sự nghiệp làm giáo hoặc là sự nghiệp làm cha, thì ví dụ lên trên lớp chúng ta có khoảng tầm 4 tiếng dạy hoặc 8 tiếng dạy, thì chúng ta chỉ có 4 đến 8 tiếng thôi. Làm cha thì về nhà chúng ta cũng chỉ có khoảng tầm vài tiếng với con thôi, đúng không ạ? Cho nên là thời gian nó bị hữu hạn. Nhưng nếu như chúng ta lựa chọn sự nghiệp làm trí tuệ thì chúng ta có gần như là overtime cho công việc này. Thì nếu như mà ở đây mình muốn chia sẻ với anh chị em một điều là nếu như chúng ta lựa chọn một cái sự nghiệp mà nó bền vững hơn và nó nhiều thời gian hơn, thì tất cả những thứ khác nó nhẹ hơn với chúng ta, không quá quan trọng nữa.